Có một cái hay là không biết là thật sự ra bản thân Nhã Ngọc cũng đồng ý một điều là khi mà các em bước vào một cái lĩnh vực mà về beauty đó, dạ, thì tự nhiên cái look, cái nhìn của mình nó sẽ khác. Dạ đúng rồi, thì một khác. Cái vision nó nhìn nó khác tùy theo mỗi người, thì mỗi một cái stylist thì có một cái vision khác, đúng một rồi, một khía cạnh khác và một cái beauty. Dạ. Dạ. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì cũng có nhiều bạn làm về beauty, về make up, về quần áo, về tóc. Nhưng mà mỗi người khi mà mình làm việc chung với các em rồi thì mình mới thấy là mỗi người có một cái khác nhau về beauty. Chẳng hạn như hội họa cũng vậy thôi, có Dạ những đúng người rồi. họ hợp về cái phong cách này, có những người thích về cái phong cách khác. Thì riêng cá nhân Travis đó lại là một cái người làm bao quát hơn, tức là em có thể làm cho người ta cảm thấy là elegant, sang trọng, hoặc là tự nhiên. Có một cái hay nữa là có thể play trên cái khuôn mặt của người ta, tức là về color, về màu sắc. Mà Giá Ngọc là một cái người safe, thích safe, tức là lúc nào cũng sợ là mình làm cái gì nó quá thì sợ không hợp. Nhưng mà hay cái vô tay em tự nhiên lại khác, tự nhiên mình lại ố cũng được, nó là một cái hay. Cũng như mấy lần trước cũng nhiều người có biết về em sơ sơ rồi, thì em vừa làm tóc, làm make up, luôn cả thời trang chút chút trong đó, thì là cái em thấy bao quát nhiều hơn và em thích thay đổi một cái lúc của một người. Thì even khách của em, even khách tóc hay là khách làm make up, nếu mà khách đến thường xuyên thì em thích thay đổi mỗi một lần một cái lúc khác nhau, người ta không có bị boring. Với lại tùy theo cái party, tùy theo cái event, tùy theo quần áo bữa đó mặc, thì mình làm cái gì khác nhau cho khách nó more interesting hơn. Đúng rồi, thành ra mỗi lần mình chụp hình mà Travis mà make up thì Nhã Ngọc yên tâm lắm. Tại vì mỗi lần như vậy thì mỗi cái phong cách nó sẽ khác nhau, chứ nó không có bị trùng lặp lại, làm cho người ta chán. Mà bản thân Nhã Ngọc là một cái người hay bị cái style, same style lắm, không biết tại sao nữa, hay là tại cái tóc của mình hay sao á. Be safe chị, tại vì nhiều khi chị sợ qua một cái gì khác, giống như chị nói hồi nãy là như sợ thay đổi, nhưng người ta không nhận ra mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nói tới hôm nay có Travis thì thôi mình vô chủ đề chính luôn. Tức là trong những cái mùa Noel này, thường thường những cái mùa như vậy thì nó thích hợp với những màu sắc như thế nào? Thường thì fall hoặc là winter thì những cái màu sắc của thời trang đó, và even cả makeup và cả hair nó cũng thay đổi theo. For mùa Noel là mùa holiday, thì những cái màu đặc biệt như màu đỏ, các loại đỏ, đỏ tươi, đỏ bằng, đỏ này, hoặc em là có đỏ cái bọc gì màu đó đỏ nè. thì nó rất là pop out, màu đỏ, màu đen, màu trắng, sparkling, những cái đó nó sẽ pop out, nó thích hợp cho mùa lễ. Mình đang nói về mùa lễ nói chung ha, và winter thì mình nói rộng quát, nói tổng quát hơn. Khi mà mùa lễ mình nếu mà về make up thì đa số người ta đều thích đánh son đỏ, một cái màu đậm hơn, hoặc là either đỏ đứt, đỏ gạch, đỏ tươi hoặc đỏ bầm, tùy theo cái da hoặc là cái bộ đồ hoặc những cái event mình đi, mình sẽ đánh thích hợp cho mình. Màu mắt thì người ta sẽ cũng tùy theo mỗi một cái set eye hoặc là cái style makeup của mỗi Nhưng mà người. Có nhiều người ta nói là ví dụ như bây giờ nếu mà mình đánh cái màu son đậm thì mình nên đánh cái mắt lạc, có đúng không em? Cũng đúng, cái đó về classic look chị. Nhưng mà cũng có những người đánh mắt đậm và kiểu theo kiểu smoky, nhưng mà kiểu mà mình làm semi smoky nhẹ nhẹ xung quanh viền mắt thôi. Thì em đánh màu đậm nó cũng rất là đẹp, tùy theo cái gương mặt của mỗi người.